Chào các em, trong video này thì chúng ta sẽ cùng học về biểu đồ cột. Thì thầy nghĩ rằng là với đa số các em bài này thì sẽ cũng không khó lắm. Tuy nhiên là chúng ta cũng có những cái câu hỏi cần tính toán và cần phải vận dụng một chút thôi để có thể tính toán một cách chính xác và nhanh nhé. Thế thì đối với tương đối nhiều em thì thầy nghĩ rằng là chúng ta đã nhìn thấy biểu đồ cột từ thậm chí những cái năm ở cấp 2. Ví dụ như những cái bài học về địa lý chẳng hạn thì chúng ta cần so sánh vùng này với vùng kia. Thì rất nhiều lần người ta có thể sử dụng biểu đồ cột để so sánh và chúng ta nhìn thấy ngay rất là trực quan sinh động là cái độ hơn nhau, hơn kém nhau như thế nào. Ví dụ như gấp nhau bao nhiêu lần, đúng không? Đấy là nói về việc so sánh giữa hai cái vùng khác nhau chẳng hạn. Thế thì đối với riêng một vùng chẳng hạn nhé, thì người ta cũng có thể sử dụng biểu đồ cột để ví dụ như là đặc trưng cái lượng mưa của cái vùng đó theo cái từng tháng trong năm nó như thế nào nhé. Thì đấy là những cái ví dụ rất là điển hình là ở đâu mà chúng ta cần phải sử dụng biểu đồ cột và dùng như thế nào đấy. Thế thì bây giờ chúng ta sẽ nhìn vào một cái câu hỏi mẫu ở trong đề thi đánh giá năng lực nhé. Thì là câu hỏi mẫu là như sau này. Ở đây là người ta cho biểu đồ cột và các em về sau, ngay sau đây thôi thì các em có thể hiểu đây là ghép của hai biểu đồ cột lại với nhau. Và người ta so sánh ví dụ như số tạp chí công bố trong các tạp chí quốc tế và số bài báo công bố trong các tạp chí trong nước. Đấy, là người ta có sự so sánh nhé. Và đây là theo từng năm như thế này. Và câu hỏi ví dụ như là câu hỏi đầu tiên là tính trong cái giai đoạn người ta làm khảo sát như thế này, thế thì trung bình mỗi năm Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh thì có bao nhiêu công trình được công bố trên các tạp chí quốc tế. Thì đơn giản là chúng ta sẽ lấy tổng số các công bố trong tạp chí quốc tế, đúng không, chia cho số năm. Thế thì chúng ta sẽ làm cụ thể như ở những cái phần sau. Thì đấy để giới thiệu cho các em hình dung là người ta có thể hỏi như thế nào và biểu đồ cột là cái gì. Và câu hỏi thì tương đối đơn giản, nhưng mà chúng ta cần, đấy như thầy đã nói, chúng ta cần hiểu biết các dạng câu hỏi khác nhau chẳng hạn, để có thể là trong bài thi thì chúng ta có thể làm một cách chính xác và nhanh chóng nhé. Nào, thế bây giờ trong cái phần đầu tiên thì thầy sẽ nhắc qua thế nào là biểu đồ cột và những cái đặc trưng của nó. Đây, thì như các em nhìn thấy này, biểu đồ cột thì các em thấy là nó có các cái cột rời nhau. Và do đó là chúng ta có thể hình dung là chúng ta sử dụng những cái số liệu như kiểu là liên quan đến những cái số liệu rời rạc chẳng hạn, đếm nhỉ, đếm được, ví dụ như số ngày tham gia cái thực hành thể dục là như thế nào, hay là số tạp chí công bố là như thế nào nhé. Vậy thì nói chung là các số liệu liên quan đến số liệu rời rạc này. Thứ hai là độ rộng của các cột bằng nhau nhé. Thứ ba là chiều cao của các cột thì tỷ lệ với cả độ lớn của số liệu. Đấy, ví dụ như là một cái số liệu là 1.000, cái kia số liệu là 2.000 chẳng hạn. Thế thì về mặt chiều cao thì cái cột tương ứng với 1.000 thì nó chỉ cao bằng một nửa so với cả cột bằng 2.000, đúng không? Thế thì đây là ba cái đặc trưng dễ thấy đầu tiên chúng ta nhìn thấy. Nhắc lại là các cột rời nhau này. Thứ hai là độ rộng của các cột bằng nhau. Và thứ ba là chiều cao của các cột là tỷ lệ với độ lớn. Thì cái này có một lưu ý là về sau chúng ta có những cái biểu đồ dạng khác thì nó sẽ là có các cột liền nhau này, và độ rộng của các cột có thể thay đổi này, và chiều cao của các cột thì lại không tỷ lệ với số liệu mà người ta lại sử dụng diện tích cơ. Đấy, những cái kiểu như vậy. Thế thì đây là ba đặc trưng đầu tiên, nhớ rằng ba đặc trưng đầu tiên của biểu đồ cột. Và biểu đồ cột dùng để làm gì, giống như thầy đã nói ngay từ đầu tiên, đúng không? Biểu đồ cột chúng ta có thể sử dụng so sánh, ví dụ như hai đối tượng khác nhau vậy ạ. Ví dụ như đặc điểm của vùng này, đặc điểm của vùng 1 với đặc điểm của vùng 2 vậy ạ. Đấy là cái thứ nhất. Hoặc là chúng ta có thể để biểu diễn cái sự thay đổi theo thời gian của một cái đối tượng vậy ạ. Ví dụ như lượng nước mưa của cái vùng 1 nhưng mà thay đổi theo thời gian, ví dụ như trong tháng 1 nó chỉ bằng từng này, tháng 2 bằng từng này, tháng 3 bằng từng này. Đấy. Thế thì sử dụng cái biểu đồ cột thì chúng ta có thể nhìn thấy một cách tương đối rõ ràng, đúng không? Và chúng ta rất dễ có những cái bức tranh như vậy thì rất dễ để có thể so sánh và xem cái sự tăng giảm hay là lớn bé như thế nào. Đấy. Thế thì một cái chú ý ở đây thầy muốn nói là trong một số chỗ thì người ta có thể sử dụng biểu đồ cột xoay ngang ra chứ không chỉ là những cái biểu đồ cột thẳng đứng. Đấy là cái thứ nhất. Và cái thứ hai là chúng ta có thể ghép hai, thậm chí là ba biểu đồ cột lại với nhau. Đấy, ví dụ như là chúng ta so sánh ba vùng với nhau chẳng hạn nhé,
thì chúng ta, và theo từng năm, từ năm 2014 đến 2015, 2020 vậy ạ. Thế thì riêng năm 2014 thì chúng ta sẽ sử dụng 3 cột để cho 3 vùng khác nhau, đúng không? Xong 2015 chúng ta cũng có 3 cột để cho 3 vùng khác nhau. Đấy. Thì nói thế sơ qua để các em hiểu là chúng ta ghép 2 đến 3 biểu đồ cột lại với nhau như thế nào nhé. Thì đấy là những cái đặc trưng hay là những cái tính chất rất là cơ bản của biểu đồ cột. Thế bây giờ chúng ta sẽ đi kỹ hơn một chút này. Biểu đồ cột này, ví dụ như ở đây là cái ví dụ liên quan đến, thầy ở đây là thầy lấy những cái ở trên mạng luôn và để cho các em thấy là thầy giữ nguyên cả tiếng Anh để thấy là người ta cũng dùng rất là nhiều chứ không chỉ Việt Nam đấy, đúng không? Đây là những bài tập liên quan đến biểu đồ cột chúng ta có rất là nhiều luôn. Thế thì ở đây này là ở đây là ví dụ như là số sinh viên, và thứ hai là những cái này là liên quan đến số cái ngày mà những tham gia hoạt động thể dục thể thao trong một tuần cụ thể nào đó, người ta khảo sát trong một tuần để xem là những cái nhóm sinh viên này có chăm đi tập thể dục thể thao hay không. Thế thì nhiều nhất là sẽ đi 7 ngày, cả 7 ngày trong tuần, đúng không? Và vẽ như thế này thì có nghĩa là sẽ có 2 sinh viên, đấy các em nhìn rất rõ, sẽ có 2 sinh viên là đi thể dục thể thao cả 7 ngày trong tuần, và có đúng một sinh viên là đi đúng một ngày thôi. Thì ông này thì hơi lười, đúng không? Thì đấy là những cái bức ảnh đầu tiên về biểu đồ cột này. Thứ hai, giống như thầy nói là chúng ta có thể xoay ngang nó ra. Ví dụ như ở đây là biểu đồ cột và chúng ta quan tâm đến những cái số người trong những cái độ tuổi xác định nào đó. Và ở đây người ta tách cụ thể, ví dụ như là 50 đến 59 thì sẽ có 89 người. Và từ 60 trở lên đấy thì sẽ có 37 người. Đấy, thì người ta tách thành từng khoảng ra và nó vẫn là rời nhau, đúng không? Tất nhiên là nếu mà khi mà nó dính vào nhau thì chúng ta sẽ phải câu hỏi là vậy nó dính vào nhau chẳng hạn, thì lúc đấy chúng ta nhận cái giá trị nào. Chính vì vậy là ở đây là chúng ta đang làm những cái số liệu và nó rời hẳn nhau như thế này, thì không có sự là trùng hợp giữa hai cái cột liền nhau với nhau nhé. Đấy là những cái đầu tiên về biểu đồ cột. Và tiếp theo là người ta có thể sử dụng biểu đồ cột để, giống như thầy nói là dùng để so sánh chẳng hạn. Thì thầy cũng muốn giới thiệu một vài cái ở đây là để cho các em có thể hình dung. Thì đây là biểu đồ cột của so sánh phần trăm điểm A, điểm B, điểm C, điểm D, điểm E, điểm U. Đây là chính là một cái lớp thầy dạy toán tiếng Anh. Và các em nhìn thấy là phần màu xanh chẳng hạn thì là liên quan đến điểm của lớp thầy dạy, và phần màu đỏ là phần trăm tương ứng của học sinh trên toàn thế giới. Thì ở đây các em thấy với như thế này thì các em có thể, chúng ta có thể rút ra ngay kết luận là thế thì đối với cả lớp của thầy dạy thì cái phần trăm điểm A và điểm B là tương đối cao, tức là điểm tốt, đúng không? Và nó, cái tỷ lệ phần trăm là tương đối cao của điểm A, tương đối cao so với tỷ lệ phần trăm điểm A của thế giới. Đấy, và nhìn, và cũng như vậy là điểm B, phần trăm của lớp thầy là cũng tương đối cao so với điểm B của thế giới và rất là tốt, đúng không? Do điểm A, B là cao thì CD sẽ ít đi. Và rất ở đây chúng ta nhìn thấy là ở điểm D, điểm E và điểm U thì là không có cái gì, có nghĩa là của lớp của thầy thì không có ai bị điểm E và điểm U cả. Đấy. Thì các em nhìn thấy là dùng biểu đồ cột chúng ta rất dễ để so sánh, đúng không? Chúng ta có thể nhìn thấy là ở đây cái cột này nó gần như là gấp đôi cột này chẳng hạn, hay là 1,8 cột này chẳng hạn. Đấy. Hay là cột này đúng là gần như là gấp đôi, đúng không? Hay là thậm chí hơn gấp đôi. Thì chúng ta có ngay là cái cảm nhận về số liệu nó như thế nào nhé. Nào, thế thì chúng ta có thể làm như vậy. Và ngoài ra so sánh thì chúng ta có thể ngoài việc đặt hai cái cột cạnh nhau như là cái biểu đồ về điểm như vậy, thì người ta còn một cái cách khác là có thể người ta chồng hai cái cột lên nhau. Ví dụ như ở biểu đồ này, cái phần màu đỏ là liên quan đến con gái và phần màu xanh là liên quan đến con trai vậy ạ. Thế thì người ta chồng hai cái phần lên nhau như thế này thì người ta sẽ thấy là ở cái phần này, ví dụ như là ở phần football này nhá, tức là phần bóng đá đúng không, thì cái tỷ lệ của nó là phần màu đỏ là cao, nhìn hơn một tí so với một phần màu xanh. Và chúng ta cũng có cảm nhận được so sánh ngay là phần nào nó nhiều hơn phần nào và nhiều hơn khoảng bằng bao nhiêu. Đấy. Thế thì đây là một loại biểu đồ cột là thay vì để hai cột cạnh nhau, người ta có thể chồng lên nhau và để so sánh nhé. Nào, thế bây giờ chúng ta có thể sang một loại nữa, cũng là biểu đồ cột mà ghép hai cái phần nhưng mà người ta lại để chung cái đáy với nhau và người ta sắp xếp như thế này,
Đấy. Thì ở đây là ví dụ như là phần trăm của cái dân phần trăm của dân số trong từng cái độ tuổi. Đấy. Thế thì ở phần bên trái ở đây các em có thể ghi thấy chỗ này cũng hơi nhỏ. Ví dụ như là phần bên trái là màu đỏ này. Chẳng hạn thì sẽ liên quan đến con trai, và phần bên phải là màu xanh thì sẽ liên quan đến con gái hay là phụ nữ chẳng hạn. Thì các em thấy là bằng việc là để sắp xếp biểu đồ như này thì chúng ta cũng có một cái cảm nhận so sánh giữa hai phần với nhau, đúng không? Và chúng ta cũng có cảm nhận là cái phân bố nó như thế nào chẳng hạn. Nó tập trung vào cái phần nhiều nhất là ở độ tuổi chỗ này chẳng hạn, đúng không? Cả hai bên nói chung là nó là giống nhau. Còn tất nhiên thì là phần này thì nó là cực kỳ ít, ví dụ như là chín mấy tuổi hay 100 tuổi chẳng hạn thì chỗ này là nhìn rất là ít. Đấy. Thế thì đây các em nhìn thấy rằng là đấy, chúng ta có những cái dạng biểu đồ cột như vậy để so sánh giữa hai bộ số liệu với nhau hay là hai đối tượng với nhau nhá. Thế bây giờ chúng ta sẽ sang cái phần mà mang tính tính toán một chút. Những cái phần đầu là thầy giới thiệu đặc trưng của biểu đồ cột này. Một số cái chức năng của biểu đồ cột, ích lợi của biểu đồ cột, ví dụ như là dùng để so sánh. Đấy. Thế bây giờ chúng ta có thể quay vào những cái bài tập tính toán, đúng không? Đương nhiên là chúng ta học xong rồi, bây giờ học một vài cái ý tưởng ban đầu. Bây giờ chúng ta sẽ đi sâu vào một chút tính toán để phục vụ cho những cái bài thi của chúng ta. Nào, quay trở lại cái câu đầu tiên là tính trung bình số tính trung bình mỗi năm Đại học Quốc gia có bao nhiêu công trình được công bố trên tạp chí quốc tế. Nào, thế ở đây thì giống như thầy đã bình luận đầu tiên nhé, thì chúng ta sẽ lấy tổng số các số công trình theo từng năm trên đăng ký trên được đăng trên tạp chí quốc tế, đúng không, và chia cho số năm. Ở đây chia cho số năm là năm, đúng không, 12 13 14 15 16. Thế công thức ở đây là tương đối đơn giản, đúng không? Chúng ta lấy x ngang này, tức là giá trị trung bình, đúng không? Bằng tổng của các xi chia cho số năm, ở đây là 5. Thế thì tổng các cái xi này thì các em có thể lấy các cái con số tương ứng này cộng lại với nhau. Nhưng mà để ý kỹ là trong đề bài là người ta đã cho chúng ta con số đấy rồi, là 2629 số công trình được đăng trên tạp chí quốc tế. Vậy thì chúng ta sẽ lấy 2629 chia cho 5. Và sẽ là xấp xỉ 525,8, đúng không? Và chúng ta có thể làm tròn lên thành 526. Đấy. Thế thì một lưu ý, cái điểm chú ý đầu tiên của thầy dành cho các em là gì? Trong cái bốn cái đáp án này thì không có con số nào là 526. Thì thầy cũng mất một lúc thầy hiểu để tìm hiểu sao lại tại sao nó lại không đúng vậy ạ. Thì thầy nghĩ rằng là ở đây người ta đã có một cái lỗi nhỏ. Đấy là có thể một cái lỗi nhỏ tính toán, đấy là thay vì chia cho 5 thì họ lại lấy con số 2629 người ta chia cho 6. Và nếu mà tính 2629 chia cho 6 thì chúng ta sẽ thu được là số 438. Đấy. Nó trùng khớp với cả cái số mà số xuất hiện ở đây. Đấy, vậy thì thầy nghĩ rằng là ở trong đề này thì có một cái lỗi nhỏ. Thứ nhất là thay vì chia cho 5 thì họ lại chia cho 6 nhá. Các em chú ý cái điểm đấy. Với cả một cái điểm nhỏ chú ý ở đây là ví dụ như ở đây về mặt toán học thì 525,8 thì đương nhiên chúng ta sẽ làm tròn lên 526, đúng không? Đấy là về mặt toán học, đấy về mặt con số thôi. Chỉ nói về mặt con số, chỗ này là phẩy 5 chẳng hạn thì chúng ta sẽ làm tròn lên. Thế thì tuy nhiên là tùy từng những cái bài toán cụ thể chúng ta có thể làm tròn lên hay làm tròn xuống, đúng không? Tùy vào cái yêu cầu của dữ liệu. Ví dụ như là các em hoàn toàn thấy là có thể là khi mà người ta tính số bài báo chẳng hạn, sếp của chúng ta chẳng hạn đếm thì người ta không muốn là dùng kiểu 525,8 mà tự dưng lại tăng thêm được thành một bài, đúng không? Thành lại 526. Thì có thể với cả những cái người sếp người ta khắt khe chẳng hạn thì ông ở đây ông cho 0,8 hay 0,7 chẳng hạn thì người ta coi như đấy là chưa được nguyên một bài, thì người ta có thể yêu cầu nó là giảm xuống thành 525. Đấy, thì đấy là tùy vào cái yêu cầu, đúng không? Hay là tùy thuộc vào cái bài toán hay tùy thuộc vào cái tính chất mà chúng ta, tức là yêu cầu cụ thể đấy, thì chúng ta có thể làm tròn lên hay là làm tròn xuống để nó mang tính hợp lý. Chứ còn thầy nói lại về mặt toán học, về mặt con số, về mặt toán học chẳng hạn, thì ở đây là cứ 0,5 thì chúng ta sẽ làm tròn lên nhá. Nhưng mà ở đây là chúng ta làm học những cái môn liên quan đến phân tích
thu thập, phân tích rồi xử lý số liệu mà nó mang tính thực tế. Nên chính vì vậy thầy mới có cái chú ý mang tính rất thực tế như vậy cho các em. Đấy là, nhắc lại, đấy là tùy vào một số cái đặc điểm, một số cái tính chất thì người ta có thể làm tròn lên hay là làm tròn xuống nhá, chứ không chỉ là sử dụng là con số toán học. Rồi, thế thì đấy là về tính số trung bình thì rất là dễ, đúng không? Thế bây giờ chúng ta có thể làm một cái bài tập tương tự đi nhá. Tiếp theo thì chúng ta sẽ chuyển sang những cái bài toán khác, cũng xử lý cái biểu đồ cột. Và chúng ta cũng sẽ xử lý những cái phần liên quan đến trung bình, nhưng ngoài ra chúng ta còn tập trung một số cái khác như là khái niệm mốt, tức là số liệu nào xuất hiện nhiều nhất nhá. Thế thì bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang cái bộ số liệu khác này. Ví dụ như ở đây là số ngày đi tập thể dục của một nhóm sinh viên trong một tuần được thống kê dưới dạng biểu đồ cột như sau này. Và câu hỏi là tính số 1 của số ngày tập thể dục. Nhắc lại với các em, số 1 tức là cái dữ liệu nào xuất hiện nhiều nhất thì cái đấy là số 1, đúng không? Nào, thế thì một số em thì nếu mà không xem kỹ, không diễn giải kỹ những cái con số đấy, của những cái con số trong cái biểu đồ cột này là gì, thì rất có thể nhầm. Rất có thể nhìn thấy ngay số 8 và nói rằng là số 8 này là số lớn nhất, và do đó là số 1 là số 8. Không phải. Số 8 ở đây thể hiện là có 8 sinh viên đi tập 5 ngày trong một tuần. Và người ta quan tâm đến số ngày đi tập thể dục, đúng không? Vậy thì cái nội dung ở đây chính là chúng ta phải tập trung đến số ngày đi tập thể dục. Và cái số liệu ở đây là số 5, nó xuất hiện 8 lần với số lần nhiều nhất. Và vậy thì số 5 này là số 1 nhé. Rồi, vậy thì thầy có thể ghi lại cái số liệu như sau này. Số liệu của bài này nhé, chúng ta có thể diễn tả một cách kỹ hơn để cho các em cùng hiểu này. Như thế này có nghĩa là có một bạn đi tập một ngày trong tuần. Vậy số đầu tiên là số 1, đúng không? Chỉ xuất hiện một lần. Nào, có 3 bạn đi tập 2 ngày trong tuần. Nào, vậy thì dữ liệu ở đây sẽ là 2, 2, 2. Đấy, khi các em ghi ra như này thì rất là dễ hiểu, đúng không? Nào, có 2 bạn đi tập 3 ngày trong tuần nhé. Thầy ghi nốt 3 này. Rồi, 4 này. Bơ đến 5. 5 thì sẽ có là 8 bạn đi tập 5 ngày trong tuần. Vậy thì con số 5 này nó sẽ xuất hiện là 8 lần. Đấy. Cái này xuất hiện là 8 lần nhá. Và thôi thầy ghi nốt đi, ở đây có 3 bạn đi tập 6 ngày. Vậy thì là 6 6 6. Và có mấy bạn đi tập 7 ngày trong tuần? Có 2 ông rất là chăm, đúng không? Ngày nào cũng đi tập. 7 7. Vậy thì mốt ở đây các em thấy là mốt phải là con số 5 nhá, tránh lẫn lộn là số 8. Mốt ở đây phải là con số 5 nhá. Thì đấy là bài đầu tiên, hoàn toàn người ta có thể hỏi, đúng không? Và nếu mà trong kỳ thi, trong bài thi của chúng ta có rất nhiều câu cùng một lúc mà chúng ta không để ý thì rất dễ là chúng ta tính sai nhá. Mặc dù là cái câu rất là đơn giản nếu chúng ta làm ở nhà như thế này. Rồi, thế thì bây giờ chúng ta sẽ chuyển tiếp sang cũng cái số liệu này, nhưng người ta có thể hỏi một cách khía cạnh khác. Ví dụ như là giống bài liên quan đến số tạp chí quốc tế chẳng hạn, thì người ta có thể hỏi số trung bình của cái số ngày đi tập thể dục là bằng bao nhiêu. Đấy, thế thì ở đây bài tập là như sau này. Tính trung bình số ngày đi tập thể dục với cũng cái bảng đấy nhá. Vậy thì ở đây tính trung bình này, thì chúng ta công thức của tính trung bình là chúng ta x ngang thì sẽ bằng là tổng của các cái xy chia cho tổng số các cái số liệu, đúng không? Thế thì bây giờ x ngang này, nào chúng ta cùng làm ở đây nhá. Thầy sẽ làm lưu ý là cái phần này là của cái bài trước rồi. Thầy không muốn là dừng lại rồi xóa đi rồi lại làm một cái bài mới. Chúng ta có thể làm tiếp ở dưới này. Nào, x ngang ở đây cũng cùng một loại thôi nên chúng ta làm luôn. Nào, số liệu 1 này nó xuất hiện mấy lần? Số liệu 1 này nó xuất hiện một lần, đúng không? Đây, nhớ rằng là chúng ta phải tập trung vào là số ngày tập thể dục. Nào, ở trên sẽ là số ngày và ở dưới sẽ là chia cho số sinh viên, tức là số liệu, đúng không? Nào, số ngày tập thể dục có một thằng đi tập một ngày, vậy là 1 này. Ở đây có 3 thằng đi tập 2 ngày, đúng không? Vậy là cộng với 3 nhân với cả 2
đúng chưa? Đấy, thầy sẽ viết ra như vậy để cho các em. Đây là x ngang nhá, x ngang là trung bình này. Cộng với mấy nào? Cộng với hai thằng đi tập 3 ngày, tức là cộng với cả 2 nhân với cả 3. Ok chưa? Đấy, khi viết cụ thể giống như khi viết cái dòng trên đầy đủ như dòng trên như thế này thì chúng ta sẽ không bị nhầm lẫn giữa các cái số liệu với nhau nữa. Nào, ví dụ như là những cái con số cuối cùng là sẽ là có 3 thằng đi tập 6 ngày đúng không? Vậy cộng với cả 3 nhân với cả 6. Rồi, cộng với cả mấy thằng đi tập 7 ngày, có 2 thằng đi tập 7 ngày. Rồi, và chia cho cái gì? Đấy, chia cho cái gì nào? Nhớ rằng này, một cái lỗi có thể xảy ra ở đây là các em nhìn thấy là tôi chia cho, đôi khi nhìn lướt tôi chia cho 1 cộng 2 cộng 3 cộng 4 cộng 5 cộng 6 cộng 7. Không phải. Đây là số các cái số ngày, đặc trưng cho số ngày mà đi tập thể dục. Còn ở đây là chúng ta phải chia cho số liệu khảo sát, trong trường hợp này chính là số sinh viên, đúng không? Vậy chúng ta chia cho cái gì nào? Chúng ta chia cho 1 này, có 1 thằng, đúng không? Chúng ta chia cho cộng tiếp này 3 này, đúng không? Đấy, tức là cộng những cái thằng đằng trước. Tiếp theo là có 2 ở đây. Đấy. Và cộng vân vân. Cộng này có bao nhiêu bạn đi tập 6 ngày là có 3 bạn. Đấy, cộng 3. Và cộng với cả có bao nhiêu bạn đi tập 7 ngày tức là có 2. Nào. Bây giờ các em lấy máy tính ra tính cho thầy nhá. Thầy cũng tính cùng các em nào. Bây giờ chúng ta sẽ lấy là nào. 1 cộng này. 1 cộng 3 nhân 2 đúng không? Tức là cộng 6 này. Rồi cộng với cả 2 nhân 3 tức là cộng 6 nữa này. Cộng với cả 6 nhân 4 tức là cộng 24 đúng không? Rồi cộng với cả 5 thì là có 8 tức là cộng với cả 40 này. Rồi cộng với cả 3 nhân 6 tức là cộng 18 này. Cộng với cả 2 nhân 7 tức là cộng với 14 nhá. Bằng bao nhiêu? Rồi 109 đúng không? Các em tính ra tử số sẽ là 109. Và chia cho mẫu số là nào, số các sinh viên ở đây là chia cho nhá. Chia cho này, đầu tiên là có 1 bạn này. Xong rồi có 3 bạn đi tập 2 ngày đúng không? Là phải mình phải cộng với 3. Xong có 2 bạn đi tập 3 ngày tức là cộng với 2. Rồi. Rồi cộng với 6. Rồi cộng với cả 8. Cộng với cả 3 đúng không? Nào, ngay cả thầy nhiều khi thầy nhìn cái con số cuối cùng thầy ghi là cộng 7 không đúng đúng không? Con số cuối cùng phải là cộng với 2. Đấy. Và chúng ta sẽ thu được kết quả là khoảng 4,36 nhá. Vậy là nó sẽ là 4.36. Vậy số trung bình ở đây sẽ là 4.36. Thầy nghĩ là ở đây là dấu bằng luôn. Không có thể là ngẫu nhiên là nó bằng, không cần phải làm cho nhá. Vậy thì chúng ta đã giải quyết số trung bình rất là dễ. Dựa vào cái biểu đồ cột chúng ta tính được ngay, đúng không? Nhưng đấy, một cái lưu ý là nếu chúng ta hiểu sai bản chất của số liệu, chúng ta lại tập trung vào số sinh viên nhỉ? Thì lúc đấy là chúng ta rất dễ bị tính sai. Ở đây người ta hỏi về số mốt của số ngày tập thể dục hay là số trung bình của số ngày tập thể dục. Vậy thì số liệu của chúng ta là liên quan đến nội dung của số liệu là những cái ngày đi tập thể dục, có bao nhiêu ngày đi tập thể dục, đúng không? Và khi liệt kê ra như thế này thì chúng ta sẽ không bị sai nữa nhá. Rồi, thì đấy là cái dạng bài thứ hai. Người ta có thể hỏi ngoài trung bình thì người ta có thể hỏi liên quan đến mốt nhá. Là chúng ta sẽ tập trung sang có một cái dạng khác là cũng lại quay lại cái bài tập trong đề thi mẫu của đánh giá năng lực. Câu hỏi ở đây là vẫn là biểu đồ cột như vậy nhá. Và câu hỏi là năm nào số công trình được công bố trên tạp chí quốc tế thì chiếm tỷ lệ cao nhất trong số các công bố của khoa học của năm đó. Đấy, tức là bây giờ chúng ta sẽ phải tính tỷ lệ. Bây giờ trong từng năm thì cái tỷ lệ của tạp chí quốc tế nó bằng bao nhiêu. Thì ở đây thì chúng ta sẽ lấy này. Ví dụ như chúng ta nhìn thấy là hai cái cột này nó chênh lệch là tương đối nhiều, và trong hai cái cột này thì nó lại khá bằng nhau. Thế thì đầu tiên chúng ta sẽ thử ở ngay cái cột này đúng không? Và có thể so sánh thêm hai cái thằng này nữa. Đấy. Thế thì ở đây cái cách làm ở đây là gì? Đối với bài này nhá, thì chúng ta sẽ lấy
tổng số rất dễ, chúng ta lấy số công bố trên tạp chí quốc tế chia cho tổng số công bố trong năm đó, đúng không? Ví dụ như trường hợp này là ví dụ như năm 2014 nhá. Thầy tính là năm 2014 nhỉ ạ. Nào, năm 2014 thì nó sẽ là 500 bao nhiêu? Trên chỗ này nó sẽ là 566. 566 này. Và chúng ta chia cho 566 cộng với cả 579. Nhá. Nào, chúng ta cùng tính. Thầy cố tình là để cùng tính này, cùng viết ra như thế này với các em, để cho các em thấy là chúng ta thực sự làm như thế nào. Chứ nếu mà thầy chuẩn bị tất cả trên cái slide này thì đôi khi các em cứ bị quấn theo từng dòng của slide, từng dòng của slide, mà chúng ta không biết tính toán cụ thể như thế nào nhé. Cái điều đấy là các em nên tránh. Thì ở đây thầy đã cố tình viết ra để cùng tính toán với các em. 566 này. Nào, chúng ta lấy 566 nhé. 566 chia cho tổng của 566 cộng 579, đúng không? Sẽ khoảng là bằng 49,43%. Đấy. Và như thầy đã nói này, cái cách cẩn thận nhất là cách các em sẽ tính các cái con số tương tự cho cái từng năm khác, đúng không? Và chọn cái con số lớn nhất. Nhưng mà như thầy đã nói đấy, khi nhìn vào biểu đồ, nhìn thấy ở đây chúng ta có độ chênh lệch khá nhiều. Ở đây cũng vậy, có độ chênh lệch khá nhiều. Riêng cái phần này là hai cái phần đấy nó sát với nhau, đúng không? Thì chúng ta có thể thấy rằng là trong khi mà vội chẳng hạn thì có thể chúng ta sẽ tính cái con số này đầu tiên, và có thể chỉ so sánh với một hai con số ở bên này thôi. Cái số này có thể nhìn vào đây thầy đoán là nó sẽ cao hơn, cái tỷ lệ nó sẽ cao hơn ở đây rồi. Vậy thầy sẽ thử năm 2016 nhé. Thử năm 2016 này. Năm 2016 thì nó sẽ là 732, đúng không? Rồi, thầy nhìn vào số liệu trên máy tính của thầy nhá. 732 nào. 732 này chia cho 732 cộng với cả 797 nhá. Sẽ là 47,87. Đấy. Năm 2016 sẽ là 47,87. Vậy thì ở đây cái câu trả lời cho cái câu số 65 đấy chính là số năm 2014 nhá. Đấy, chúng ta tính như vậy thì sẽ ra tỷ lệ cao nhất. Đấy, nhưng mà tuy nhiên các em nếu mà cẩn thận thì tính thêm các năm khác nữa đi. Nhưng mà ở đây nhìn vào trực quan như thế này thì chúng ta có thể tương đối là tin cậy vào tính toán của chúng ta rồi, mà không cần phải tính nhiều nữa nhá. Nhưng mà ở nhà thì các em nên tự tính nốt đi nhá. Rồi, thế bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang cái câu hỏi khác. Vậy chúng ta lượt kê trong đầu chúng ta đã trả lời được những câu gì? Ví dụ như những câu liên quan đến trung bình này, những câu liên quan đến tỷ lệ từng năm này, và những câu liên quan đến mode, tức là cái nào nó xuất hiện nhiều nhất chẳng hạn. Nào, thế bây giờ chúng ta sẽ sang một cái dạng câu hỏi khác, là chúng ta có thể là xem là cái năm này nó tăng lên năm so với năm kia là bao nhiêu chẳng hạn, hay là phần này nó thấp hơn so với phần kia là bao nhiêu nhá. Thế thì chúng ta sẽ chuyển sang cái câu hỏi là ví dụ như ở đây là độ chênh trong một năm. Và câu hỏi thì vẫn là của đề thi đánh giá năng lực, tức là cái câu đề thi mẫu, câu 66. Thế bây giờ câu hỏi ở đây, lưu ý ở đây là câu 65 nhá. Thầy ghi vào đây là câu 65 này. Câu 65. Nào, bây giờ tiếp theo câu 66 thì sẽ ghi xuống đây. Rồi. Câu 66 này, câu hỏi là trong năm 2014, số công trình công bố trên tạp chí quốc tế ít hơn số công trình trên tạp chí trong nước là bao nhiêu phần trăm? À, thế thì ở đây mình sẽ phải câu này này, nếu mà một số em mà không được xem trước hay là rất dễ có thể gây lung túng gì ạ. Nếu mà không nghĩ kỹ trước một chút hay là không xem qua trước. Thế thì ở đây nhá, người ta tính là số công trình công bố trên tạp chí quốc tế ít hơn số công trình công bố trên tạp chí trong nước là bao nhiêu phần trăm. Thế thì chúng ta sẽ lấy hiệu, chúng ta lấy cái trong nước trừ đi quốc tế, tức là trong nước là cái lớn hơn nhá, trừ đi quốc tế thì chúng ta ra được một con số, đúng không?
nhưng người ta không hỏi con số đó, người ta không hỏi cái hiệu đó. Nếu mà chỉ đơn giản hỏi hiệu thì là một câu hỏi dễ quá, đúng không? Thì không cần phải đánh đố các bạn lớp 12 làm gì. Mà ở đây thực ra là câu hỏi người ta liên quan đến phần trăm thôi. Và phần trăm thì chúng ta so với cái gì? Lưu ý ở đây là chúng ta sẽ lấy hiệu. Và ở đây là người ta muốn so tạp chí quốc tế ít hơn so với cả tạp chí trong nước là bao nhiêu. Thì chính vì vậy là một cái cách cơ bản của chúng ta ở đây, hay là đấy là chúng ta sẽ chia phần trăm và chúng ta lại sẽ lấy là cái hiệu đấy chia cho số công trình xuất bản trong nước nhá. Đấy, vậy thì ở đây chúng ta sẽ tính này, năm 2014 này. Năm 2014. Đấy, rất chú ý câu hỏi này nhá. Nếu mà không biết thì có thể sẽ lúng túng này. Chúng ta sẽ lấy hiệu quốc tế trừ đi trong nước, tức là 579. 579 trừ đi 566, đúng không? 579 trừ đi 566. Rồi, và chia cho cái gì? Lưu ý là ở đây là người ta muốn so sánh quốc tế với trong nước là ít hơn bao nhiêu phần trăm. Thế thì người ta sẽ chia cho cái phần là trong nước nhá, tức là 579. Đấy. Và con số ở đây sẽ là bằng bao nhiêu? Nào, thầy sẽ tính toán cùng các em nhé. 579 trừ 566 tức là 13. Đúng không nào? Bây giờ chúng ta sẽ lấy nào, 13 chia cho 579. Thì sẽ khoảng nào, nhân với 100, tức là sẽ là khoảng 2,25%. Rồi. Sẽ khoảng 2,25%. Ok nhá, tính ra như vậy. Vậy nhớ rằng trong trường hợp này là chúng ta sẽ lấy, vì người ta muốn so sánh phần quốc tế với phần trong nước là ít hơn bao nhiêu phần trăm, thì chúng ta sẽ lấy số trong nước này trừ đi số quốc tế, tức là cái độ chênh lệch, đúng không? Tức là cái hiệu, nhưng người ta hỏi phần trăm, chính vì vậy là người ta phải chia cho 579 ở đây. Tức là so với cái gì thì chúng ta chia cho cái đấy. Ở đây là so với trong nước, đúng không? Thì chúng ta chia trong nước này, và nó sẽ là 2,25%. Nào, nhưng tuy nhiên để ý kỹ một chút thì các em thấy rằng là con số 2,25 nó không xuất hiện gì ở đây cả. Đấy, vậy thì sẽ hơi hoang mang đúng không? Chả nhẽ thầy tính sai hay là chúng ta hiểu sai ở đâu đấy. Nhưng mà tuy nhiên là với thầy thì thầy cũng đã suy nghĩ tương đối kỹ, thầy tính toán lại và thầy phát hiện ra cuối cùng. Hóa ra là ở đây thầy nghĩ rằng là trong đề này lại có thêm một cái lỗi nữa. Ví dụ như ở đây là đáng nghĩa là năm 2014 thì thực ra thầy nghĩ là người ta phải hỏi là năm 2015 nhá. Đấy, thì năm 2015 thì mới tính ra được một trong những cái đáp án này. Bây giờ chúng ta thử cùng tính nhá. Vậy chú ý này, chỗ này rất chú ý là trong đề có thể có một cái lỗi. Đấy, và chúng ta thử tính xem cái năm 2015 tính theo cái cách thầy vừa dạy các em, xem có ra một con số nào đấy của họ không nhá. Năm 2015 thì chúng ta cũng lấy là quốc tế trừ trong nước và trong nước trừ quốc tế, đúng không? Cái nào lớn hơn chúng ta trừ đi mà. Và chia cho tổng số gì? Chia cho tổng số là trong nước, bởi vì chúng ta muốn so sánh với cả phần trong nước theo kiểu phần trăm. Vậy thì ở đây chúng ta sẽ lấy 722 này. 722 trừ 619, đúng không? Và chia cho gì nào? 722 trừ 619 và chia cho 722. Nào, và con số này nhé, chúng ta cùng tính ở đây nào. 722 trừ đi 619 bằng bao nhiêu? Và chia cho 722 bằng sẽ ra là 14, khoảng 14,3%. Đấy, 14,3%. Nhá. Đấy, vậy thì thầy nghĩ sau khi thầy cũng xem mãi là xem có sai ở đâu không, thì hóa ra là thầy nghĩ là ở đây thay vì hỏi năm 2014 như thế này thì thầy nghĩ rằng là họ định hỏi là năm 2015, và từ đó mới tính toán được ra cái con số 14,3% theo đúng công thức mà như chúng ta đã tự sử dụng nhá. Vậy thì các em cứ yên tâm là về mặt tính toán, về mặt công thức thì chúng ta không có gì sai cả. Thầy nghĩ là ở đây là để có một cái lỗi nhỏ do sơ suất, có thể do thời gian nhỉ, hay một cái gì đấy mà thay vì 2015 thì người ta để 2014 nhé.
Rồi, thế thì đấy là những cái bài chúng ta đã giải quyết trọn vẹn. Lưu ý là chúng ta đã giải quyết trọn vẹn 3 bài trong cái đề thi đánh giá năng lực mẫu mà liên quan đến biểu đồ cột. Đấy. Thế thì để chuẩn bị kỹ hơn cho các em là để ý rằng chúng ta có thể đây là liên quan đến đánh giá năng lực và những cái kiến thức này là hoàn toàn không vượt quá chương trình gì của chúng ta cả. Ngay từ lớp 10 chúng ta đã biết rồi. Thế thì chúng ta nên thực hành hay nên làm quen với một số dạng câu hỏi người ta có thể hỏi, đúng không? Chứ không phải là người ta hỏi mỗi ba cái này và chúng ta cứ đâm đầu vào mỗi ba cái đấy. Chúng ta phải học nội dung và học hiểu bản chất và từ đó là chúng ta có thể tự phiên ra những cái câu hỏi mà người ta hoàn toàn có thể hỏi trong cái kỳ thi sắp tới của chúng ta. Và để ý rằng là đây là những cái kỳ thi đầu tiên nên là người ta có thể hỏi một cách tương đối là dễ thôi, hay là tương đối là sơ đẳng. Chứ còn sau 1-2 năm rồi chẳng hạn, số câu hỏi người ta có thể chuẩn bị nhiều lên và số cách hỏi rồi người ta làm sâu hơn chẳng hạn, thì người ta có thể hỏi được rất nhiều thứ nhé. Vậy thì chúng ta phải chủ động, tích cực chuẩn bị, chứ không phải là người ta hỏi cái gì mình chỉ học cái đấy đâu. Rồi nào, và tất nhiên thầy cũng nói mặt khác là những cái chúng ta học thì cũng không phải là xa vời, là hoàn toàn trong tầm tay của chúng ta, chứ không phải là chúng ta cứ đào sâu khó lên để chuẩn bị. Ở đây là chúng ta học hiểu bản chất xong chúng ta sẽ xem là những câu nào người ta hoàn toàn có thể hỏi đấy. Nào, thế bây giờ chúng ta sẽ làm tiếp. Câu hỏi liên quan đến số lượt sinh viên sử dụng thư viện của một khoa được ghi lại dưới dạng bảng dưới đây này. Và câu hỏi ở đây sẽ nào, đây nhá. Trong biểu đồ cột, nếu biểu đồ tháng 1 cao 3 cm thì cột cái biểu diễn tháng 2 là cao bao nhiêu cm? Đấy, thì hoàn toàn người ta có thể hỏi những câu hỏi như thế này, đúng không? Bởi vì sao là rõ ràng là những cái câu hỏi này chúng ta cũng sẽ tính toán được ngay. Và nó cũng nói rằng, nó nói lên là chúng ta có hiểu đặc trưng về biểu đồ cột hay không. Lưu ý đặc trưng của biểu đồ cột ở đây là gì? Là chiều cao của cột là tỷ lệ với cả độ lớn của số liệu, đúng không? Vậy thầy ghi đặc trưng ở đây nhá, là chiều cao này là tỷ lệ với cả độ lớn của số liệu. Đấy, thì chúng ta giữ cái này trong đầu. Và bây giờ chúng ta thấy ngay câu này hoàn toàn người ta có thể hỏi. Câu này thậm chí là còn khó hơn một vài câu tính toán trực tiếp mà người ta có thể hỏi từ trước, đúng không? Ví dụ như là nếu câu liên quan đến trung bình mà người ta cho sẵn số tổng rồi, cho sẵn số năm rồi, chúng ta chỉ việc chia là xong. Đấy. Thế còn bây giờ câu này này, là nhìn kỹ một chút nhá. Tháng 1 mà cao 3 cm, tháng 1 là số lượng ở đây là bằng bao nhiêu? Là 150. Nào, tháng 1 là 150. Đúng không? Tháng 2 là bao nhiêu? Đây hỏi tháng 2 là 200, đúng không? 150. Nào, chúng ta sẽ chia tỷ lệ 200 này bằng này. Nào, người ta cho nếu mà tháng 1 dùng 3 cm để biểu diễn cái cột đấy thì tháng 1 ở đây bằng 3, đúng không? Chia cho hỏi chấm ở đây. Thì thấy ngay, các em hiểu rõ ràng, ta tìm thấy ngay theo kiểu tỷ lệ, đúng không? Ta lấy 3 nhân 200 chia 150 và thấy ngay là cái dấu hỏi chấm ở đây phải bằng 4. Đấy. Vậy thì đáp án ở câu này nó sẽ là bằng 4 cm. Suy hỏi chấm sẽ bằng là 4 cm. Nhá. Đấy. Hiểu cái dạng bài chưa? Từ ở đây là người ta sử dụng cái tính gì? Ở đây người ta sử dụng cái đặc trưng là chiều cao là tỷ lệ thuận với độ lớn nhá. Rồi, thế một dạng khác người ta có thể hỏi là bây giờ thay vì cho một cái bảng nguyên đầy đủ số liệu như này, người ta có thể cho hai cái độ cao chẳng hạn và một cái số liệu. Thế thì cũng dựa vào cái tỷ lệ này chúng ta sẽ tính được số liệu còn lại, đúng chưa? Đấy, ví dụ như cái câu sau này là bảng dưới đây. Đấy, thầy chọn ở đây, thầy cũng chọn sẽ tương ứng tỷ lệ với cái bài trước thôi. Ở đây tháng 1 là 150. Tháng 2 là mình chưa biết, là ghi là x. Nhưng mà trong cái biểu đồ cột thì người ta lại cho là tháng 1 là cao 6 cm và tháng 2 là cao 8 cm, và câu hỏi là tìm x. Thế thì chúng ta dựa vào y hệt cái này, đúng không? Chúng ta có gì nào? 150 này chia cho x, đúng không? Sẽ bằng là cái bên này sẽ là tháng 1 sẽ là 6 này, chia cho tháng 2 sẽ là 8 này, tương đương 3/4, đúng không? Và thấy ngay là trong trường hợp này thầy cố tình chọn số 6 và 8 này để cho nó khớp với cả cái số liệu mà chúng ta đã dùng từ trước. Đấy là các em thấy ngay là từ đây sẽ là x sẽ bằng 200, đúng không? Đấy.
Thế thì đấy là những cái dạng chúng ta có thể hỏi thêm đúng không? Dựa vào cái đấy, cái tính chất là chiều cao, tỷ lệ với cả độ lớn mà người ta có thể hỏi, thì chúng ta tính toán những cái câu như vậy. Nào, thế còn một cái dạng nữa chẳng hạn, ví dụ như là vẫn là cái đấy nhá, thì người ta có thể hỏi là tính phần trăm số lượt sử dụng trong tháng 2 so với cả 3 tháng khảo sát. Nào, vẫn cái bảng đấy là 1, 2, 3. Thế câu hỏi nhá, đọc lại câu hỏi, tính phần trăm của số lượt sử dụng trong tháng 2 so với cả 3 tháng khảo sát. Vậy thì chúng ta lấy số tổng số của tháng 2 chia cho tổng số của 3 tháng, đúng không? Đấy. Thế thì câu hỏi này thì cũng rất là đơn giản, chúng ta sẽ lấy là 200 và chia cho gì? Chia cho nào? 150 cộng 200 đúng không? Và cộng với 180. Rất dễ hiểu đúng không? Và tỷ lệ tương ứng với cả nào. Chúng thầy cùng tính toán cùng các em nhé. Chúng ta sẽ lấy nào, 200 này chia cho, người ta nói là tính phần trăm số lượt sử dụng trong tháng 2, số lượt sử dụng thư viện của một nhóm sinh viên ấy, của một khoa, trong tháng 2 so với cả 3 tháng nhé, chứ không phải so với tháng 3. Vậy là 200 chia cho tổng của ba cái này, tức là 200 chia cho 150 cộng 180, tức là 330 đúng không? 330 cộng với 200 tức là 530. Và 330 đúng rồi. Và 530 nó sẽ là khoảng 37,74%. Đấy. 37,7. Đấy. Ở đây để 7 là cũng tương đối chấp nhận được rồi, đúng không? Đấy thì cũng liên quan đến số liệu, thầy cũng có thể nói luôn là tùy vào cái yêu cầu của bài toán hay là tùy vào cái tính chất của số liệu mà chúng ta, đôi khi người ta không nói là làm tròn đến mức độ nào, nhưng mà chúng ta có thể quyết định được. Ví dụ như ở đây là chúng ta làm liên quan đến số lượt sử dụng thì chúng ta không cần phải quá chi tiết đến 37,73%, đúng không? Chúng ta chỉ cần sử dụng 37,7 là được, hoặc là thậm chí chúng ta có thể nói là khoảng 38% cũng chấp nhận được, đúng không? Nhưng mà ví dụ như những cái bài toán liên quan đến tuyệt đối, liên quan đến kỹ thuật gì ạ, những cái cần số liệu rất chính xác gì ạ, thì lúc đấy chúng ta cần phải sử dụng nhiều chữ số hơn ở đây. Đấy, thì nói thế để các em hiểu là những cái đấy là những cái tình huống mà chúng ta phải xử lý trong những cái bài toán xử lý số liệu rất là nhiều nhé. Nào, thế cuối cùng chúng ta có thể làm tiếp một cái ví dụ cũng liên quan đến cái này, mà nó liên quan đến phần trăm tăng lên của tháng 3 so với tháng 1. Đấy. Thế thì ở đây là cái câu hỏi này cũng sẽ tương tự, giống giống với cả cái câu hỏi trong cái câu của đánh giá năng lực, đúng không? Trong cái đề mẫu. Nhưng mà vì là cùng bộ số liệu và cùng cái dạng số liệu như này, nên là thầy cho nó tách riêng ra một chút. Đấy, chứ còn cái dạng câu hỏi là chúng ta đã nhìn thấy rồi. Nào, dạng câu hỏi ở đây là tính phần trăm tăng lên của số lượt sử dụng trong tháng 3 so với tháng 1. Vậy thì chúng ta sẽ lấy nào, chúng ta sẽ lấy tháng 3 trừ tháng 1 và chia cho tháng 1, đúng không? Đấy, lưu ý là tăng lên của tháng 3 so với tháng 1 thì chúng ta sẽ phải lấy tháng 3 này, thầy sẽ ghi T3 trước, trừ T1 này. Đây là cái phần tăng lên của tháng 3 so với tháng 1. Nhưng người ta không hỏi cái con số hiệu này, mà người ta muốn hỏi là cái phần trăm tăng lên so với tháng 1. Thế thì chính vì vậy người ta sẽ chia cho số trong tháng 1. Và con số ở đây sẽ bằng là bao nhiêu? 180 trừ đi 150 đúng không? Trong tháng 1 và chia cho 150. Tức là sẽ được là 30 đúng không? Chia 150 tức là 1/5, tức là bằng 20%. Đấy. Bằng chính xác bằng 20%. Nhớ chưa? Thế thì các em để ý thấy là cái dạng bài này chúng ta đã thấy rồi, và cái công thức này là thầy khoanh ở đây. Lại một lần nữa là chúng ta đã nhìn thấy là nó giống như là ở cái câu 66 đúng không? Là 579 trừ đi 566 chia cho 579. Tức là chúng ta so sánh với cả cái số là trong nước. Đấy. Thì để ý là so với cả cái gì thì chúng ta chia cho cái con số đấy nhá. Thế thì thầy nghĩ là ở đây thầy đã liệt kê tương đối đầy đủ các cái dạng bài tập liên quan đến xử lý số liệu mà dùng biểu đồ cột. Thì nhấn mạnh lại một chút là biểu đồ cột có những đặc trưng như thế nào. Có những đặc trưng nó là những cái cột rời nhau chẳng hạn, có
cái đáy của nó có bề rộng là bằng nhau này, và chiều cao thì tỷ lệ với cả độ lớn của số liệu này. Và người ta có thể sử dụng biểu đồ cột để so sánh các cái bộ số liệu khác nhau với nhau, hoặc là người ta có thể dùng biểu đồ cột để cho cùng một đối tượng thôi nhưng mà so sánh theo các cái mốc thời gian khác nhau nhá. Đấy là các những cái đặc trưng cơ bản nhất của biểu đồ cột, và thầy cũng đã giới thiệu những cái dạng bài liên quan có thể hỏi. Tất nhiên là dạng bài thì rất là vô cùng, nhưng thầy nghĩ là đây là tương đối đầy đủ rồi. Và đặc biệt là chúng ta đã quét tất cả những cái bài trong cái đề thi mẫu của đánh giá năng lực liên quan đến biểu đồ cột. Và nói thêm một lần nữa là chúng ta không chỉ là người ta cho 3 bài đấy thì chúng ta chỉ làm đúng 3 bài tương tự. Như các em thấy là thầy đã chuẩn bị rất nhiều cái dạng mà người ta có thể hỏi, đúng không? Và những cái hoàn toàn những cái câu hỏi này không phải là xa vời, hoàn toàn người ta có thể hỏi và vẫn nằm trong cái tầm trong cái phạm vi chúng ta học hay là trong cái phần năng lực của chúng ta nhé. Vậy thì chúc các em có một cái buổi học tốt và có thể chuẩn bị tốt cho kỳ thi của chúng em của các em. Và nếu mà có thêm những cái dạng mẫu bài tập nào chẳng hạn thì thầy sẽ chuẩn bị cho các em ở dưới dạng những cái phiếu bài tập và những cái đề thi tương ứng nhé. Chào các em.